Chỉ còn gần một tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh. Vì thế, ngoài sự cố gắng của bản thân các em, sự giúp đỡ của thầy cô giáo thì phụ huynh cũng cần trở thành điểm tựa, tạo động lực giúp các em vượt qua những áp lực trong năm học đặc biệt này. Mùa tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay trên địa bàn tỉnh có trên 14.118 em học sinh lớp 9 đăng ký tham gia để giành 10.141 chỉ tiêu. Do vậy, nhiều em học sinh đang cảm thấy căng thẳng trong giai đoạn tăng tốc cuối cùng này để vào được trường trung học phổ thông công lập mình mong muốn. Em cảm thấy lo lắng bởi vì khóa năm nay của em là em thấy là đông học sinh nên là tỷ lệ chọi cao hơn. Tuy nhiên em đã có sự định hướng từ gia đình cũng ủng hộ quyết định của em và em đã có phương pháp học tập cho riêng mình để cố gắng ôn tập cách tốt nhất. Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh, nhất là trong thời điểm nước rút ôn luyện của học sinh lớp 9. Vì thế, nỗ lực củng cố kiến thức đồng thời giảm áp lực lên học sinh cũng đang là bài toán của mỗi giáo viên. Trong cương vị là giáo viên chủ nhiệm thì tôi nhận thấy được là thầy cô phải có trách nhiệm sát sao đối với các em để tìm hiểu về tâm lý, về tình cảm của các em, để có sự động viên kịp thời, để có cái sự tư vấn phù hợp, để các em có sự chọn trường thích hợp với cái năng lực cũng như cái nguyện vọng của mình. Kỳ thi vào lớp 10 là một dấu mốc quan trọng, việc đưa ra những phương án chọn trường phù hợp, chủ động trao đổi để hiểu được suy nghĩ và nguyện vọng của các em. Đó là những cách ứng xử hợp lý của cha mẹ giúp các em bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất. Thực ra cái thời điểm này là bắt đầu là giai đoạn nước rút rồi. Nên là cá nhân như phụ huynh gia đình tôi thì rất là đặt lên hàng đầu cái việc học hành của cháu. Trên hết là phải về cái sức khỏe là phải đảm bảo. Vì thực ra cái thời điểm này các bạn ấy rất là áp lực, cũng thường xuyên là tâm sự với bạn ấy, bởi vì thực ra cái lứa tuổi 2007 năm nay là cái lượng học sinh nó tăng vượt lên so với năm ngoái, nên là cái áp lực đối với các bạn ấy và đối với gia đình nó cũng sẽ tăng lên một chút. Với chủ trương phân luồng của ngành giáo dục, không chỉ vào lớp 10, trung học phổ thông công lập là con đường duy nhất mà học sinh còn có nhiều sự lựa chọn khác như vào hệ thống các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Khi đó, các em vừa được học văn hóa, vừa được học nghề theo sở trường và vẫn có cơ hội học liên thông đại học. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh các trường trung học phổ thông trên các địa bàn được giao, thì các trường cũng đã phối hợp với các trường trong cơ sở để như vậy là thông tin tuyên truyền. Thì các em học sinh, rồi cha mẹ học sinh căn cứ vào cái năng lực thực tế của các em cùng với các nhà trường, các thầy cô giáo tư vấn để các em lựa chọn trường nào thi cho nó phù hợp với năng lực của mình, cũng như là chọn cái hình thức học tập sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 kỳ thi trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ được tổ chức. Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác tuyển sinh của ngành giáo dục đã nhận được sự đồng thuận cao của các nhà trường, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội, góp phần động viên chia sẻ nỗi lo áp lực thi cử cho học sinh cuối cấp.